Bóc ông búa đi. Thôi được rồi, búa đi. Nào đổ hay không thì nó ở đây. Anh em tự chơi thôi nhá. Không nhẹ bên cạnh kia bác ạ, thì nó nát hết đấy. Gãy đôi phát là biết luôn đấy. Đây. Ôi ăn rồi. 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 À, vẫn có. Ủa, đây. Có rồi. Đây, có. Đây. Ôi, bác không may rồi. Lấy cái búa nhỏ, đem để bàn. Rồi, alo. À vui. Ôi bờ. Bờ này là hay đấy. Chứ biết nhà này có vứt không, mất không tiền này. Nhưng mà vẫn là chơi đâu. Được thua nó. Có đó. Có đấy. Có. Có là cái chắc. Có đây. Màu này có, màu này không được. Màu này không được. Ôi rồi, mục thế rồi. Chưa gì. Chỗ này thì là đố cái gì vậy? Kèo. Ra đi. Cái đường túi nước. Đá cần đập bắt nhìn gãy luôn. Đường bên kia. Nó nếu mà nó cuốn thì nó chạy nẹt vào nó vào luôn, nó không vào là như này nào cũng không vào. Không có đâu, chắc chắn là không có. Không có sượng đá rồi. Đã ra đi mới thực hiện chúc mừng một sượng rồi mất đi hãy để lại cái đấy để bắt gốc chào Dũng anh em nhá, đọc vừa rồi đúng rồi bạn ơi, đọc rồi chào Dũng nhá, đọc rồi. Đây là đại ca, đây là chính trên đủ những cái hàng rất dã man anh em ạ. Nhưng mà những cái hàng này mua nó cũng rất khó, thua rồi. Như này là biết là hỏng rồi. Xong rồi anh em. Rất nhanh anh em ạ. Cái này để đấy thôi. Để gỡ gạc đi. Để gỡ gạc. Lên để tôi xích tí không? Thua cho anh em nhé.